bạn, chào mừng các bạn lại tiếp tục quay lại với kênh YouTube của Lush Academy. Và mình là Naomi, giáo viên đang phụ trách dạy tập bích 1 cho trung tâm. Và bây giờ cô sẽ tiếp tục cái khóa học này với mình ha. Hôm trước các bạn đã học nguyên âm, phụ âm xong rồi đúng không? Và bây giờ chúng ta cũng đã có test một số cái cách đọc rồi, mình học luôn bài chim rồi. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra xem là những cách đọc này như thế nào. Thì ngày hôm nay với mục đích đó, cô làm một cái bài này với một số cái từ vựng cơ bản thôi, để các bạn cùng với cô đánh vần. Và chúng ta sẽ củng cố lại kiến thức là chúng ta áp dụng nguyên âm phụ âm và chúng ta đánh vần thử nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem nè. Ở trên đây cô chuẩn bị cho các bạn một số cái động vật. Chúng ta quay về tuổi thơ một chút các bạn. Đầu tiên chúng ta thấy đây là cái gì nhỉ? Con rắn đúng không? Con rắn đúng không? Con rắn thì trong tiếng Hàn sẽ đọc như thế nào, các bạn cùng cô xem nè. Cái này chữ gì các bạn? Bờ đúng không? Rồi, e đúng không? M đúng không? Như vậy đọc là gì? Bềm, 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 bềm là con rắn ha. Cô rất là sợ con rắn luôn nha. Con rắn là cái con mà cô nghĩ là chắc ai cũng rất là sợ luôn á. Thì đây là gọi là con bêm. Bêm là con rắn nha. Rồi, tiếp theo. Thứ hai là con gì các bạn? Con sư tử. Con sư tử thì đọc sao? Các bạn đọc cho cô ở bên màn hình bên kia, các bạn cũng thử đọc cho cô có đúng hay sai nè. Sơ a, này từ này dễ ha. Sa, sa, chờ a, chà, sa chà. Sa cha, sa cha, sa cha là con sư tử nhé. Tiếp theo đó là con gì đây? Con thỏ. Con thỏ thì sẽ phát âm như thế nào các bạn? Chữ này chữ gì đây? Chữ thờ nhé. Chữ thờ đi với chữ gì đây? Chữ ô. Cái này chữ gì các bạn? Chữ chữ ca, nhưng mà nó là phụ âm đôi á, nó sẽ gấp lên, gấp đôi lên các bạn đấy nè ha. Và chữ y đọc sao nè, các bạn nhớ cho cô cái này đọc sao nè. Chữ thờ đúng không? Thô, 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 thô. Rồi chữ này chị đọc sao? Đọc kỳ hả? Đọc kỳ hả? Không phải nha. Kỳ, 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 thô kỳ, thô kỳ, thô kỳ, thô kỳ. Rồi bữa nào cô sẽ chỉ các bạn phát âm lại một lần nữa những cái từ, những cái phụ âm đôi, phụ âm bật hơi rồi phụ âm thường nha. Rồi thô kỳ, thô kỳ là con thỏ đúng không? Rồi tiếp theo con này là gì các bạn? Con voi đúng không? Con voi thì nó sẽ phát âm như thế nào? Chữ là chữ gì đấy? Chữ khờ đúng không? Khô, 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 ô. Khô, khô, khô gì ạ? Khô kỳ, khô kỳ đi. Ha, khô kỳ đi, khô kỳ đi, khô kỳ đi. Rồi chưa? Đọc lại một lần nữa nè. Bềm, bềm. Sa chá, thô kỳ. Cái này làm gì đây? Khô kỳ đi, khô kỳ đi ha. Bềm, sa chá, thô kỳ. Khô kỳ đi. Rồi tiếp theo con gì đây các bạn? Con này là con hu câu cổ ha. Hu cổ thì đánh bằng như thế nào đây? Chữ này chữ gì đây? Chữ ca đúng không? Chữ y đúng không? Là gì? Kỳ, kỳ. Chữ riêng đúng không? Là chữ r ấy, riêng đúng không? I, n. Kirin, kirin, kirin ha, kirin. Rồi tiếp theo con này con gà, xuất hiện một cái phụ âm cuối mà nó là phụ âm đôi, các bạn nhớ không, bài học hôm trước cô dạy không? Đối với trường hợp mà riêng với chữ k là các bạn đọc âm nào các bạn? Tạc, tạc ha. Chúng ta sẽ bỏ cái chữ riêng này đi ha. Tạc, 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 chứ không đọc là tài tài nha. Tạc, tạc ha, tạc. Rồi chữ này là con chó đúng không? Con chó, con cún đi. Con cún thì nó sẽ đọc là kê, tức là thuần luôn là con chó là chữ kê đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói về con cún con đi, một em bé chó cún con đi, thì sẽ đọc là gì? Kanachi, kanachi, kanachi ha, kanachi. Còn nếu mà nói con chó không mà nó sẽ là chữ kê ha. Rồi và đây là gì các bạn? Con chim là gì? Xe, 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 xe. Ok, đọc lại một lần nữa ha. Kirin, tạc, kê, xe. Ok chưa? Rồi, đây sẽ là một số các loại trái cây quen thuộc hả? Các bạn cùng con đánh vần thử ha. Chữ gì đây? Chữ sờ ha. Chữ u là gì? Su, su. Chữ bờ ha. Chữ a ha. Và cứ có phụ âm cuối là chữ ca. Đọc là gì? Su bắc, su bắc, su bắc, su bắc, su bắc ha. Là dưa hấu, su bắc. Trái ngược với cái từ su bắc là bạc su. Bạc su là gì? Bổ tay. Bắc su là bổ tay. Thành ra học thì học luôn, vậy là cho nhớ luôn rồi. Su bắc là dưa hấu, mà đổi ngược về bắc su thì là bổ tay. Được chưa? Rồi. Orange. O. Chữ O ha, chữ O nè. Chữ riêng ha. O. Ren. Orange. Orange.
Orange, orange. Các bạn thấy cái từ orange này nó có giống như là phiên bản của tiếng Anh không? Thì trong tiếng Hàn á, nó sẽ có một số từ vựng của tiếng Trung gọi là Hán Hàn á. Thì sau này học sau cô sẽ chỉ các bạn ha, gọi là một số từ vựng là Hán Hàn. Một số từ là đi từ gốc tiếng Anh, vay mượn ra từ tiếng Anh ra. Chẳng hạn như từ orange là trái cam. Và một số là thuần Hàn luôn, là cái tiếng đó gọi là của người Hàn luôn. Nhưng mà người Hàn người ta cũng hay mượn một số từ của Anh hoặc là mượn một số từ của Hán Hàn. Giống như tiếng Việt mình cũng có những từ là của Hán Hàn đó. Thì bởi vì cái gốc là mình bị ảnh hưởng rất nhiều bởi gốc Hán, cho thành ra là nó sẽ có một số từ nó có âm tương đồng. Thì cái orange này nó là lấy từ tiếng Anh ra, orange ha. Rồi tiếp theo là trái chuối, các bạn trái chuối ha. Banana, từ này cũng lấy từ tiếng Anh ra, banana, banana ha. Rồi trái gì là trái nho ha, nho là gì? Poto, 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 poto ha. Chữ B này các bạn, chữ B này, chữ O này, chữ tờ, chữ O này, poto, poto. Rồi trái dừa, trái dừa là cái gì các bạn? Khô, chữ kha, khô, khô nóc ha, khô khô nóc, khô khô nóc cũng là tiếng Anh, tiếng Anh này, tiếng Anh này, tiếng Anh này, thấy không? Rồi trái quýt các bạn, trái quýt thì nó sẽ bắt âm như thế nào? Chữ K hai chữ, chữ K, chữ U và chữ riêng. Cool, cool, cool. Thì hôm trước cô đã có một cái bài cô chỉ cho các bạn cách phát âm cái bạc chim là riêng rồi đó. Thì khi các bạn phát âm cái bạc chim riêng này á, các bạn chỉ cần nhớ cho cô một nguyên tắc, đó là chữ riêng các bạn phát âm thì các bạn cứ đánh, khi mà các bạn dừng lại thì cái lưỡi của mình nó sẽ nằm ở trên cái trần miệng ha. Cool, cool, cool ha. Thành ra khi mà các bạn phát âm á, chúng ta có thể học quy tắc là chúng ta đánh chữ chữ K và chữ U trước ha. Chẳng hạn này, mình đọc trước chữ này đi, chữ K và chữ U trước đi đã. Q, Q. Rồi nhưng mà bây giờ mình đưa cái lưỡi lên trần nè, không phải là Q mà đáp lưỡi xuống mà đưa là cool, 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 cool đó, thì nó sẽ ra được chữ riêng. Đó là cách các bạn đọc nha. Các bạn cứ nhớ nguyên tắc chữ riêng phát âm lên á, thì cứ nó dính cái lưỡi trên trần, là cái lưỡi mình nó đạm, nó đụng ở trên cái trần miệng của mình thì nó sẽ đúng nha các bạn. Cool. Rồi chữ này cái là quả lê ha. Quả lê thì là gì? Bè, bè. Quả lê này là bè, bè ha, bởi bè thôi ha, bè, bè, được chưa? Rồi như vậy thì cái bài video này của cô nó sẽ khá ngắn, bởi vì cô chỉ có muốn hướng dẫn lại các bạn một cái cách đọc một lần nữa về những cái từ vựng và cách các bạn đọc trong tiếng Hàn thôi. Và cô đã điều lại rất là nhiều lần ở chỗ là các bạn muốn giỏi tiếng Hàn, các bạn muốn mà mình có thể đọc được trôi chảy tiếng Hàn thì chỉ có một cách duy nhất, đó chính là các bạn phải tập đọc. Có nghĩa là các bạn bây giờ ha, mặc dù chúng ta không hiểu nghĩa đi, nhưng mà các bạn cứ mở sách vở ra, chỗ nào mà có tiếng Hàn, đi ra ngoài đường thấy bảng hiệu có tiếng Hàn là mình cũng đọc đọc. Bởi vì sao? Khi các bạn tập đọc như vậy, mặc dù chúng ta không có hiểu nghĩa, nhưng mà khi các bạn tập đọc như vậy thì chúng ta sẽ quen với cái phát âm, cũng như chúng ta sẽ nhạy hơn để chúng ta nhớ về phụ âm và nguyên âm. Thì đó là cái bí quyết. Tóm lại là phải xuyên, xuyên thì mới thành công được nha. Rồi bài học của cô ngày hôm nay thì đến đây, và trong video tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các bạn về bài học về chào hỏi và những nội dung khác nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần tới. Bye bye, 안녕. Rồi xong.